Đây là không gian nhà anh Thắng, một không gian long lanh dưới ánh nắng của mùa xuân, tiếng chim hót trong trẻo. Xin mời quý vị và các bạn xem cây và tham khảo giá một số cây trên sân vườn nhà anh Thắng nhé. Tác phẩm đầu tiên là một cây tùng tuyết, một tác phẩm rất là đặc biệt, tượng Lỗ Chí Thâm bê cây. Xem nhé, một tác phẩm tùng tuyết cũng rất là nghệ thuật. Bác xem cái đường chuyển của thân này, rất là nghệ thuật nhé. Và cây này cũng là cây chỉ được chơi, không phải nắn thêm gì nữa. Và cái chất men của bức tượng này là men dạn nhé, men dạn giả cổ. Và chắc là giả cổ thôi, chứ còn cổ bức tượng này thì chắc là khá tiền đấy. Đúng 1 mét à. Kích thước tán đổ là 1 mét nhé. Hoành của một thân nó khoảng được gần 10 nhé. Kích thước cũng tương đối. Cái này là bao tiền anh Thắng nhỉ? Báo giá là giao lưu tại nhà vườn là 3,5 triệu. Vâng, 3,5 triệu tác phẩm này nhé. Tác phẩm tùng tuyết, tùng tuyết ký tượng. Cái giá cũng rất là hữu nghị. Đây là một cây si. Bác xem cái màu bút này nhé. Màu này thì chắc chắn là không phải màu xi trắng rồi, loại trừ bút trắng. Và cái này bao tiền anh Thắng nhỉ? Nó khoảng 3 triệu. Vâng, 3 triệu tác phẩm si ký đá này nhé. Bác xem tiếp một cái tác phẩm cũng rất là đặc biệt. Một cây dâm bụt mà nó lớn như này, tán rất là đẹp nhé. Bây giờ các bác lại gần để xem chi tiết này. Quay gần để các bác thấy độ già của nó nhé. Và hiện nay cây này cũng đang có nụ nhé. Nụ của nó này, các bác xem này. Cái nụ đấy, nụ của nó nha. Anh Thắng đứng sát vào cái cây dâm bụt cho em so sánh, xong rồi anh cho xin lỗi cái kích thước đi. Các bác so sánh anh Thắng với cây dâm bụt nha. Vành gốc là 78. Cao này anh tính khoảng bao nhiêu? Cao khoảng 2 mét thước. Và cây dâm bụt này bao nhiêu tiền anh nhỉ? Giao lưu tại nhà vườn là 80 triệu. Và 80 triệu cây dâm bụt này nhá. Một cây cũng rất là đặc biệt. Cây này cũng có lẽ cũng ít gặp ở trên thị trường, có cây dâm bụt lớn như này. Giới thiệu với mọi người, đây là một cây dâm bụt kép hoa quanh năm. Mà không phải hoa dâm bụt đơn. Cây thì rất là đa dạng, từ những cây bê tây này nhỏ như này, quý vị các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Cây hồng ngọc mai này, cây này bao tiền anh Thắng nhỉ? Cây đấy là báo giá 500 nghìn cây hồng ngọc mai này nhé. Si này, cây si đây chốt rồi à. Một cây si ba thân cũng đẹp này. Si ba thân kỳ đá nhé. Còn đá thấm thủy khá là đẹp nhé. Bác xem này. Cây si ba thân dáng làng rất là đẹp. Cây này bao tiền anh Thắng? Cây báo giá là 8 triệu. 8 triệu cây si này nhé. Bác so sánh cái bàn tay nhé. Vành gốc của nó khoảng ở trên 20 nhé. Chiều cao 30. Chiều cao đến tầm này nó khoảng 30. Cây si rất đẹp nhé. Cả những cây nhỏ nhỏ với tay này. Cây này là si búp tía này. Cây nhỏ nhỏ thì bao tiền này? Cây này là 1,5 triệu. 1,5 triệu cây si này nhé. Đây là một tiểu cảnh. Phải nói là một cái tác phẩm cũng rất là tuyệt vời, đẳng cấp. Hàng này là hàng triển lãm rồi.
một cái si tay chuột dáng làng, được cái ký ở trên một cái bệ đá thấm thủy. Cái bệ đá này cũng rất là tuyệt vời các bác nhá. Kiếm được những hòn đá đẹp về để ký cây cũng không phải dễ đâu. Cả những hòn đá nhỏ này cũng lựa chọn rất là đẹp các bác xem này. Tác phẩm đẹp, rất là tuyệt vời, tác phẩm quá đẹp luôn này. Một tờ tiểu cảnh rất là sống động. Bông tán thì nét. Cây si này là tán như bông dăm này là thuộc hàng mịn rồi. Nhìn hòn đá như này rất là mê này. Kiếm được hòn đá này cũng khó. Ký vào đây rất là hợp nhé. Tiểu cảnh là bao tiền anh Thắng nhỉ? Tiểu cảnh là tôi đã giao lưu rồi. À vâng. Giao lưu cho khách. Tiểu cảnh này đã giao lưu rồi nhé. Rất là tiếc tiểu cảnh này đã giao lưu rồi. Thôi thì anh Thắng không cho ta mua thì cho ta ngắm vậy. Ngắm cái này cũng là đã rồi. Xanh. Bác xem tiếp một cây xanh. Xanh hay Nam Điền. Mặc dù bông dăm của nó cũng đã có rồi nhưng cũng cần phải làm thêm. 90%. Cái này bao tiền anh Thắng? Cái này của tôi là 120 triệu. Vâng. Cái này kích thước cũng khá lớn nhé. Vành 97. Vâng. Cao khoảng độ 1,5 m. Cao 1,4 m. Các bác xem tiếp một cây bông trang. Cây là hàng mịn rồi. Trang đỏ. Xem gốc rễ của nó nha. Hàng mịn nhé. Chân đế cũng đẹp nhé. Cây này ghi 4,5 ra là 4,5 triệu này. Nếu mà anh em nào có nhu cầu là bán 3,5 triệu, giảm đi 1 triệu. À vâng, anh Thắng đã giảm hẳn 1 triệu cây này nhé. Một cây bông trang mịn như này. Trang đỏ. Bác xem kỹ các chiều nhé. Đây, chú xoay nhé. Quay kỹ cho các bác xem nhé. Tán đổ là 60. Vâng. 60. Ở chỗ này thì anh Thắng còn rất nhiều những cây để bàn khá là đẹp nhé. Bác xem tiếp một cây phi lao dáng siêu. Phi lao cực kỳ già. Cây này thì già kinh điển. Cái màu da của nó màu vàng sáng là đẹp nhé. Rất là già. Bác xem tổng dáng của nó này. Cái này bao tiền anh Thắng nhỉ? Cái này cũng như anh em giao lưu rồi. À vâng. Cái này giao lưu rồi các bác nhá. Xanh. Nam Điền. Xanh như Nam Điền. Cái này cũng dáng siêu. Cái này cũng là hàng tương đối mịn, cũng chỉ được chơi. Chiều cao của nó 30. Khoảng 30. Vành chỗ này thì nó khoảng độ... Chỗ này là khoảng 20. 20. Lá xanh Nam Điền này. Trên chậu là 34 cm. Đấy, chiều cao 30. Cây này bao tiền anh Thắng nhỉ? Giao lưu tại nhà vườn là 4,5 triệu. Vâng, 4,5 triệu. Hình như anh Thắng có ưu ai sao? Đó. Thấy thì cũng là 6T đây. Đấy. Coi là có cái giảm giá cho anh em đi. Giá cũng rất là hợp lý, cây xanh đẹp như này nhé. Hàng tương đối mịn chỉ được chơi. Quay kỹ cho các bác xem nhá. Chân đế nó trải tận đây nhé. Bác xem tiếp một cây si này. Cũng đủ 5 thân nhé. Thân chính cũng khá lực này. Bác xem đóng của nó nhé. Cây này thì rất là già. Nó bết lại rồi này. Dễ nó bết lại này. Tổng dáng tự nhiên đẹp nhé. Ngang thân là 49 cm. Đường chậu 72. Dạ, cái khổ luôn. Quay kỹ các hướng cho các xem nhé.
Cây này bao tiền anh Thắng nhỉ? Cây báo giá là 110 triệu. Vâng, 110 triệu cây xi này nhé. Video trước là tôi báo 120. Vâng, cũng có giảm giá cho các bác anh em. Đây là một cây xanh, xanh kỳ đá, đá thấm thủy nhé. Cây này kích thước khá là lớn, hàng cẩu rồi. Các bác anh em nào mà thích thì liên hệ trực tiếp anh Thắng để tham khảo thêm nhé. Một số cây trên sân vườn nhà anh Thắng đã chia sẻ tới quý vị các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.